có chị Nương ẩm phía trước à. Giờ bỏ sân Hà mình tiếp tục mình lên đường ha. Bữa nay anh Bảo làm tài xế cho mình. Bữa nay được sướng bữa. Bữa rồi định em chở mẹ đi, nhưng mà anh Bảo nói bữa nay anh Bảo sắp xếp đi chung cả nhà mình về thăm con ở trên Cần Giuộc cho vui. Mẹ ngồi phía sau ha. Mình hành lý đã sẵn sàng rồi. Chút xíu nữa mình sẽ ghé chùa Giác Nguyên với chùa Pháp Tánh. Có bà con ở xa gửi ít quà cho mấy bé ăn Tết với lại quà nhỏ để hỗ trợ cho chùa, giúp sửa tiền sửa cho mấy bé ha. Bây giờ mình lên Cần Giuộc mình ghé tổ mộ trước đi ha mẹ ha. Ra mộ Vậy xong hết rồi mình về mình mới ghé chùa. Bữa nay mình chế ghé nhà bà con đi, tại Dạ, vì hạn chế đi lại. phải có đi Honda mà chạy vô mới nhanh chứ đi bộ xa lắm. Dạ, với lại mùa Covid này nè, mình hạn chế tới nhà Đúng bà rồi, con nhiều một chút. ra mộ thôi. Dạ. Bữa nay chắc bác Năm về trễ hả mẹ? Lát nữa là mình tới trễ mình gọi bác Năm. Dạ. Bữa nay định rủ chị Sơn Ca với mấy chị em nhà như chị Thẩm rồi đi chơi, mà mùa Covid này nè, mình hạn chế rồi, nhà việc nhà ai cũng bận rộn. Chị Sơn Ca xíu giờ giao lập xưởng lại cho hai chị em ở nhà đây. Từ chỗ em thì lên Cần Giuộc tầm khoảng 15-20 cây số anh Bảo ha. Chắc tới đó rồi, từ Cần Giuộc lên Sài Gòn thì tầm khoảng 15-20 cây nữa. Tức là từ nhà em lên Sài Gòn khoảng 35 cây số. Đây, đó là xứ Mỹ Lộc ha, ngoại của ba. ngoại của ba. Thì mỗi năm thì ba về tổ mộ với bác Năm với mẹ. Nhưng mà nay không có ba thì em năm rồi em đi, năm nay anh Bảo đi. Nay chạy qua Tết nhiều quá mà thấy vắng khách mày, nay bà con làm ăn khó khăn á, thấy ít mua quá chừng luôn. Nay chắc bữa qua bán chắc không ngon. Cà phê em sao? Cà phê anh Bảo. Vậy mua cà phê đi. Cà phê sữa hay bắp sữa? Cà phê sữa đi. Có mày ra hả? Nhiêu mẫu vậy anh Bảo? 15.000. Ở Việt Nam chứ giờ cũng như Thành Tây. Chuyên cá không? Không, con không ăn. Giờ cũng như như Tây vậy đó, là không có thời gian thôi. Vừa lái xe vừa kẹp bánh mì. Kẹp bánh mì. Mà để ngay chút để xe ăn đi. Con không đói mẹ mà ăn đi, còn không thì mẹ để chút ăn luôn, chia ra người nữa. Dạ. Sáng mẹ có làm chân cơm mày, vừa lái xe vừa gặm bánh mì để nó tiết kiệm thời gian. Giờ thời gian cũng bận rộn ha. Ly cà phê, ổ bánh mì. Hiện giờ mình đang ở thị trấn Cần Đước ha, thì gọi là miền hạ của tỉnh Long An nè. Cần Đước, Cần Giuộc, bỏ quên, Cần Đước nó có hai vùng, vùng thượng vùng hạ chứ hả mẹ? Xứ của mình Cù Lao là vùng hạ do giáp biển. Miền hạ là Long Hồ Đông, Long Hồ Tây. Còn vùng thượng là nói chung từ thị trấn trở xuống là hướng đông. Vùng thượng là đâu ta, Rạch Kiến hả? Hướng đông là vùng hạ như là Tân Chánh là Tân Chánh à, vùng hạ Tân Chánh nữa là theo theo kiểu mà địa lý nó từ phía tây đổ về phía đông, thì phía đông là vùng hạ là đổ ra biển, tại mình giáp biển. Phía tây là các cái xã như là Long Cang, Long Định, Long Sơn, Rạch Kiến hay là Dung Thượng. Dung Thượng thì bà con mình trồng hoa màu nhiều, tại vì trên đó nó không có bị nước mặn á, chứa nước ở trong ao hồ, hoặc là mình đắp đê đắp đập đó để mình chứa trong mấy cái con sông mà đắp đập ngăn đập. Còn mình ở xứ mình thì nước mặn rồi, mình không có trồng rau được. Dùng hạ thì chiên là bên nuôi tôm sú, tôm cá ha, với bắt cá ở sông đó. Cái cửa sông đó là cái gì quên rồi ta mẹ? Cửa sông chỗ mình đó. Sông ra sông Sài Đạp. Sông Sài Đạp à, đúng rồi. Chỗ đó thì nó nằm lưng lửng giữa cửa sông với trong đồng, nên là cũng nhiều loại cá vậy đó. Gần cửa biển. Dạ. Cá nó rất là đa dạng. Nên bà con mình về quê hay mua tôm cá ở dưới quê thì bắt suốt ngày vậy đó. Ví dụ tầm 3 giờ chiều nè là chợ cá ở kinh nước mặn bán rất là nhiều cá tươi. Hoặc là buổi sáng sớm, nên là thường á mình cá mình không có mua đông lạnh, mà mình ngày đi chợ mấy lần vẫn được ha. Bánh mì tương ngọt này bán đó, bán dạ. Xếp hàng mua dữ hả? Mỗi lần giá đi Cần Đước 15.000. 15.000 hả? Bây giờ cũng rẻ ha. Thôi mà nãy con cũng uống cà phê, uống cà phê sữa nhiều. Mà nếu mà mình cứ bận rộn gì là cứ bánh mì là muôn năm. Ở Việt Nam cứ một là bánh mì, hai là mì gói. Em thì thích mì gói, bánh mì cũng được là muôn năm. Nhưng mà bánh mì Việt Nam là được
các cái tạp chí du lịch là được bình luận món ăn đường phố, gọi là những một trong những món ăn đường phố ngon ngon nhất thế giới á. Ừ. Không phải là cái này là ngon nhất mà nằm trong top top những cái món ăn mà đường phố mà ngon hấp dẫn á. Mỗi lần đi gần trước mà. Mỗi lần đi gần trước là mẹ nói mua cái bánh mì tướng mập mua cho mẹ. Tụi tay còn hấp bánh mì gì không? Mà thấy đường xá nay rộng rãi quá hả mẹ, quốc lộ 50 nè. Cách đây mấy năm thì nó rất là nhỏ, nay được mở rộng ra rất là lớn ha. Nên là đường mình từ Sài Gòn về thì về Tiền Giang, Gò Công á, nó rộng rãi như vậy nè. Chỉ có một đoạn ở khúc giáp giữa Long An với Sài Gòn đó, ngay chỗ cầu Ông Thình á, là khúc đó đường còn hơi nhỏ, với lại bà con họp chợ quanh chân cầu đó, chợ truyền thống đó, nên là hơi kẹt xe một chút. À, để anh Bảo ăn đi, để nói chuyện không ăn không biết chừng nào lái mới tới. Dạ mẹ gửi cho bác rồi phải không, nãy gặp bác dọc đường. Rồi lát nữa mình đi gặp về mình gửi của hai vậy cho bà người đằng kia. Dạ bữa nay anh Bảo theo hộ tống mẹ. Đi ngã nào mẹ? Bác mới lại ngay đống rác. Ngay đống rác hả? À đằng kia kìa. Tại vì chỗ này không có chỗ đậu xe nên là mình gửi xe hơi xa ha. Ở đâu cũng được, mẹ tưởng ở đây đâu, mẹ tưởng ở đây đâu. Trời ơi. Không sao, đi bộ tập thể dục luôn. Tại vì ở đằng đó thấy bãi đất trống. Đậu ngay cái hàng rào này nè. Tại vì hồi nãy mình kiếm cái đường đi vô không có. Dạ. Rồi mình mới đậu ngay chỗ cái đường đi vô nhà. Tại vì một năm mới về đây một lần nên là cũng kiếm cái đường vô hơi khó ha. Do ở đây bà con mình cất nhà rất là nhiều, nên là giờ nhìn cái gì cũng lạ hết. Rồi tới hẻm rồi nè. Đâu cũng hên đó chứ. Nè, ngay đây có cái hẻm vô nè. Nãy giờ kiếm cái hẻm vô không ra. Đây nè. Cấm xe ba bánh đi lối này. Hả? Cấm xe ba bánh đi lối này, có vô được đâu. Đấy là đậu xe ở đây nè. Em thấy cái bảng. Cái bảng cũng chưa. Cái đường này xe hai bánh đi còn có. Vậy mà nãy bác kia chỉ mình đi, vậy là chắc mình lội ruộng quá. Dạ. Không lên đây đi qua được. Mà ruộng khô thì băng được. Ờ, tới rồi nè. Dạ. Không, khỏi cái quà mã này xem. Dạ. Để như vậy chỉ dễ. Ở đây thì bà con ở Cần Chuột là thường làm mã rất là sớm. Như là 24 Tết đã làm rồi. Nên mình 25 về thì mình cúng kiến xíu với lại ghé thăm bà con xíu ha. Thì bảo có đoạn mà cũng mệt. Dạ. Không phải dân tập gym rồi. Tập gym ta đi ngon ăn. Ngồi văn phòng riết bụng bự. Trời ơi cái vườn rau muống nè mẹ, nó trổ bông quá trời đẹp luôn mẹ ơi, cái ruộng nè. Mày mà cho mày ra ngoài cánh sân mày lên núi. Anh Bảo rủ ra ngoài Khánh Sơn trồng trồng gì sầu riêng hả? bữa nay bà con mình đi tổng hộ rất là đông nè. Dạ, ở gần Giọt lâu rồi mình không về nên là ở phía trước thì bà con mình cất nhà rất là nhiều, rồi trong đây cũng vậy, nên là mấy cái đường vô á giống như mấy nhà mới này nè thì đâu biết đường ra đâu. Này nếu mình đi xe máy thì mới tiện, mình chạy vô tận nơi luôn. Nãy đi bộ thì đi hơi xa. Ở cái hàng rào này đẹp quá à. Này là cái cây bình bát hả? Rồng nguyên hàng rào luôn à. Bờ ao, cái bờ ao hả? Ta trồng để người ta phân biệt đất. Phải mấy cái cây này xài ống thụt không anh Bảo? Phải mấy cây này xài ống thụt không ta? Hồi xưa nhớ mình lấy nào mình thụt nó mà bụp bụp. Cái đai á, cây bố cái đai á. Mấy cái trò mà phá làng phá xóm anh Bảo số 1. Đó lấy cái ông trúc á. Làm... cây bố phải không? Lấy cái ông trúc á, cắt hai cái đầu lấy chất đũa thọt. Nó nổ cái bùm luôn. Cái này thọc được nè, cái này nó cứng nè. À. Cái này là cây hồi, quên rồi. Hồi đó anh Bảo hay làm cho em một cái. Cái này thọc cũng ngon lắm. Tì nhét vô bắt đầu cái nước á nó ép lại. Nó rất là kính. Mình nhét đầu một cái, không biết nhà mình có ai chơi ống thụt không à. Đầu cái lấy chiếc đũa thọt một cái, nó nổ một cái đùng.
Cái này là vừa đó. Ờ, vừa chơi ha. Bắn mà thích. Ờ, đẹp lắm, y như cây súng vậy đó, làm cái bụp. Cái này chó nó sổ quá. Đây, mình cũng tới nơi rồi. Ở chỗ này thì bà con mình trồng hoa màu rất là nhiều, trồng dưa nè, trồng mấy cái dưa hấu, dưa leo, bông nhiều lắm. Đây, mình chuẩn bị nhang, đèn, bà má đây vòng vòng con này hết á, gặp mấy bác ra ngoài, chuyện chuyện dùng hộ bà con ha. Hồi đó là ở cái gò qua tấp ba, đúng rồi, nhớ chưa, nhắc lại, mấy ông nói tao nghe. Nhiều quá hả? Nhiều quá hả? Đất nhiều, cắm nhiều, cắm đây nó cắm kia nữa. Là có bà gì bà gì bà Kiều Mai Lý gì. Đất này luôn hả? Cái đó phải à. Mấy đây mình mà sao? Mấy đây trên bà nó nghiệp ráng để mình vô đụng đầu đó. Mình vô trước, mình vô đụng xong mới tới về bên gò bên mình. Cắm mà bán rồi bà. Cái này ta trồng rau ha gì. Dạ trồng rau nhiều ha. Dạ rau dền á. Dạ. Đúng rồi, bán lại cho ông Tấm Lé. Rồi rồi cứ cậu 10 rồi nọ anh ha. Đây nè. Bước chưa đây lầm đó lầm cao ha. Đi vô rảnh mai nữa đi giả mã đi ở đó khỏi lộn. Đây đây phía sau mình có cái hàng rào nắng được có đường ra không anh? Có trong đó trời. Sao hồi đó giờ mình không có đi ngã đó? Ờ đó không đi ngã đó, đi ngõ này không mà. Đi ngõ cái này nè vòng lên. Ờ đi ngõ 12 vòng lên. Đây đi vô đó gần hơn nhà vô nhà mình. Hồi đó giờ mình đi ngõ vòng lên. Là nó đi gà sơn nhộng và thằng Vũ em nhớ hồi xưa mấy cái băng rồi đây là không có mấy cái nhà này đúng rồi băng này dạ. Cái này nhà mới nó về đây mà dạ. Dạ. Quạt này như đèn kho vậy đó quạt này là dẫn vô ngay này ra ga nhiều cái kho mà ra đó là ra nhà của ông Mười nè ông Mười nó như đèn kho à, vô nhà và ông Mười mạnh thì nhanh hết ga mấy bác làm xong hết rồi mà ha. Mấy bác ở trong nhà 30 dạ. Dạ. Chuyển tiền qua bên kia biên giới. Anh Bảo đang làm công đoạn cuối cùng là chuyển tiền qua bên kia biên giới. Bây giờ mẹ giải mã cho ông mẹ. Mẹ giải đi. Qua bển. Tiền cho ông ngoại, ngoại giỏi nhân hành. Con không biết ông ngoại gì hồi mất như tử. Giờ vậy là ông ngoại nhận đi. Tỏ hả? Ông rồi vậy coi như để Mỹ Lộc tình duyệt. Rồi tao đã cúng nó vô. Cho cố của ngoại nữa nè. Cho cố của ngoại chuyển tiền cho ngoại. Ổng khỏe nhưng mà ổng được. Mới tao không được tôi bữa em ba nè. Ổng khỏe nhưng thì, mà đi. Ở đây khu vực này của bà con dòng họ nên Bảo tập trung ở đây luôn. Gửi một lần cho bà con mình dễ nhận. Thấy ở nhà không Bảo chuyển tiền mà cười vui quá. Tao nhớ mày báo công nghệ 4.0 hả mình xin số tài khoản. Mùa này là mùa gặt lúa mẹ ha. Nếu mà mình làm hai vụ thì vụ này là vụ thứ hai nè. Còn bà con mình mà ở làm ba vụ thì nay bắt đầu mới chuẩn bị nhưng mà phải có nước á, mình bơm vô mình mới làm được vụ ba. Còn ở xứ mình cần chuột cần nước hay làm có hai vụ thôi. Mấy dùng nước ngọt thì làm được ba vụ. Mấy cây rơm này nhớ đó mẹ xỏ cây đòn sóc vô cánh về. Lũi vô gánh. Bây giờ mình đi ngã khác về ha. Để cho biết đường đi tắt. Tại nãy giờ mình đi đường rất là xa. Giờ nghe mấy bác nó có một cái đường đi tắt qua bên lộ ở cái này giống như cái hình tam giác vậy đó. Nãy mình đi ở đường bên kia, giờ mình qua đường tránh cần chuột. Đây là ruộng không à? Dạ. Anh Bảo đi trước rồi. Rồi hết bước đường rồi. Ủa? Đi đâu hết rồi mẹ ơi, không thấy. À đi ngang ngã này ha. Đường nhỏ quá vậy. Đó là qua gò 10 rồi đó. Dạ, phải chui qua này không ta? Đúng rồi. Rồi đi cẩn thận nha. Cái đường này đi sao hè à? À đi từ sao hè. Giờ mình chui qua cái lùm cây nữa chứ. À. Trời ơi, chỉ đường này rồi mốt làm sao dám đi. Chui qua. Chui qua nhà hàng xóm. Ôi đây ra đường nhựa luôn rồi mẹ ơi. Nhanh quá ha. Vậy mà mình không biết. Tại ở đây mới mở cái đường nhựa nhỏ. Bữa nay mấy bác chỉ đường chứ không biết năm sau nhớ đường đi không nữa. Không nhớ thì quay lại đường cũ. Dạ. Dạ.
Ơi đường này đi gần quá chừng luôn. Dạ. Dạ. Để thôi mẹ dừng sân đây đi ra ngoài kia lấy xe chạy lại luôn. Ôi, tội tội đi cho ra. Thôi chạy đi mấy chiếc xe. Dạ, mình ghé vô thăm bà mời nghe. Đang nấu rượu dưới. Có hôm nay nấu. Ờ, hôm nay nấu rượu. Tôi nhậu ra kem. Nó nấu anh cho nó nấu. Đó, cái bên. Không sao. Đây đây băng qua đây. Dạ, chào đây ông mẹ gài xuống mày đâu có anh ba để xe đâu. Dạ. Chào dạ. Mẹ ơi. Đây là ai? Bắt ba vậy là tên là ai? Này là vợ của bà xã. Sao kêu bắt ba? Kêu bắt ba là theo cái từ ở ngoài bắt á kêu. Hả? Chứ kêu anh ba thì mới đúng không? Bà vậy. Sao kêu bác vậy? Quê mà ở kia ở bắt ba. Đó là kêu bà xã đó chứ. Dạ. Em là em đâu? Hồi đó em là em. Chị có mấy má vậy hả? Vậy mấy năm nay không gặp chị đi lên đủ ghé mấy lần hả? Chị sắp xanh chứ nào á. Đứa thứ hai gì á. À, anh Bảo đi lấy xe rồi, chút xíu nữa mình đi ngã này về luôn. Mình qua bên chùa Giác Nguyên với chùa Pháp Tánh ha. Ghé thăm mấy bé mồ côi. Nó chỗ hả coi như là tím đó mấy cái nụ bằng lăng tím hả anh Bảo. À, thấy cái gốc chừng, chừng nào nó mới trổ bác? À, đầu mùa mưa. Rồi bác đem ở đâu về chứ hả? Mua. Dạ. Mua mà đem ở đâu về chứ xứ mình có không? Tức là ở đây người ta trồng từ nhỏ nhưng bác mua giờ người ta trồng cái cây nó bằng cùng tay mà mấy chục năm á nó lên được vậy rồi bác thấy nó sần sùi vậy cũng lâu năm lắm. Ờ, mấy chục năm á. Dữ vậy hả? Trị giá cao lắm. Cái cây này thì mình nghe nói hoa tím bằng lăng hay trong ngoài hát chứ còn mình cũng chưa thấy ngoài. Bởi vì mai nay nổ quá trời ha. Vậy là đợt này trúng Tết rồi. À, trời không? Cây này là cây mai là hồi trước cửa mình đi lên đây là cây này. Nhà mình đây. Rồi đó nhà đó. Nhà đây con nè. Rồi mai vàng. Miền Nam mình thì mai vàng hầu như nhà nào cũng có ở dưới quê á. Nhà cũ đó. Mình gần Tết cái mình bứt lá đó. Này bứt lá đang chơi canh ngay ngay ngày. À thôi không phải bẫy đâu, bắt nó trên đây nè, đuôi nó ghê luôn á. Bắt nó mà chim cu hả? Dữ lắm. Nếu mình không mừng nhà là cây mai này cái tàn trồng ở trên hàng nữa. Dạ, à mừng nhà nó mừng. Nhà mình đào gốc nữa nè. Nè chỉ có là chỉ có cây này nè, cây này là giá trị cao. Qua tím bằng lăng nè mẹ. Dạ hả? Mẹ cũng mới thấy hả? Nu đẹp quá ha. Sần sùi ha. Là bây giờ ở ở Cần Giuộc này chỉ có một mình bác có một cây thôi chứ còn ngoài ra không có ai mà có. Dạ hả? Thấy nó lâu năm rồi đó. Bông đó, đó nó bông nó nở ra nó còn mấy cái chia đó. À, rồi bắt đầu nó vậy rồi. Là không trổ tím luôn. Bắt đầu nó rụng lá, mùa này nè là mùa xuân nè, bắt đầu nó rụng lá cái nó đâm cái đâm chọi da, bắt đầu là hạ mưa xuống bắt đầu nó sao nổi nó nở lên với cái tháng 10 là nó nở một lần. À một năm nở hai lần. Mà hả dạ. Nhìn tím ta luôn. Nở coi như là hả 6 tháng luôn á. Dữ vậy. Nở 6 tháng luôn. Dạ. Rồi có ai vô trả giá nó không? Có vô không bán. Nói nó bị lép rồi nè. À. Đầu rễ nó nữa nè. Ừ, nó bị ủa? Nó đẹp lắm cái này bộ rễ nó đẹp lắm tại vì lấp lại bớt rồi đó. Đẹp. Bự lắm à. Này ai trả giá này nhiêu cho anh? Cái này hồi trước có trả lâu rồi, lúc trước nó trả có 7 triệu mà. À cái mai này rẻ tiền ha. Mai mà. Mai. Nhà để cho nó đẹp. Bông nụ năm nay đó. Cái chữ mai là mai ngắn nhưng mà mình hay nói chữ mai y dài để cái miền Nam mình nói tiếng lóng á nó may mắn. Có cái bụi bông trang đó xù luôn á, thấy không? Xù luôn á. Thấy cái bông trang đó trên tàu mà nó xù gốc rồi đó. Ở quê yên tĩnh đã quá ha. Này nuôi mấy con gà. Cây này nè, nếu mà tính ra ở dưới mai mốt cái sân ở dưới mà kiếm được mấy cây vú sữa. Tức là cây vú sữa mình trồng ở sân nó có cái phong thủy mà là mình không biết. Nó có 5 loại cây để phong thủy nè. Là cây vú sữa nè, cây khế của mình đó. Phải không? Cây khế mình là cái phong thủy đó là nó cây trải khế trải vàng. Đó, vô nhà mình mà hái cái khế đi là cái phong thủy đó mà người ta chưa biết nhiều luôn. Cây vú sữa nè nó là ăn khế mốt trải vàng. Còn cây vú sữa là tình mẫu tử. À, tình mẫu tử giống như là tình mẫu tử đó là cái là tình mẫu tử đó là nó là cái phong thủy đó còn mai là của mình ở trong miền Nam mình kêu bằng là cây mai mốt
Ờ, may mắn. Mốt ai đó vô nhà tao thấy cây khế đừng có hái nha. Tại vì cái ăn cây ăn cây khế trả ơi. Trả vàng 12 gan. Là cây mai nè, cây vú sữa nè, có 5 cây, 5 cây mà để mình ở miền Nam ha. Dạ. Cây khế. À, cây khế. Cây mai, cây sữa, cây khế. Cây sung. Phải không á? Ờ, hình như là cây để coi còn 5 cây mới có 4 cây thôi. Mai, vú sữa, khế mới 3. Mình đoán là không đúng. 3 cây à. Còn 2 cây nữa. 1 cây lộc vừng. Lộc vừng, dạ. Ờ, là 4, còn một cái gì nữa. Còn cây gì tự nhiên dùng không nhớ nổi. Hồi trước còn một cây vàng. Anh bảo. Không, mà trời đất. Nhớ là năm sau á là mình có thể mình đậu xe xích xuống cũng được. Dạ. Nó cũng có cái chỗ tại nãy mình không biết mình đậu tuốt kia đi bộ quá trời xa. Đậu cái vô đây, à, dạ. Đây xong cái đi ra đây rồi xong mà. Ra đây là chính. Đây ông bố ở đây, ông sư ở đây. Gốc là gốc ở đây. Dạ. Có cái là giờ mình nghỉ mệt xíu rồi mình ghé chùa Pháp Tánh ha. Hồi xưa là cảm ơn bà con mình đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Ở mấy ngày mới về. Hôm nay về quê nội cùng anh Bảo. Anh Bảo là tên Bảo Giang. Mình là Hoàng Sơn, Giang Sơn, bữa nay đi về quê nội thay ba. Ủa, ngoại chứ hả mẹ? Về quê ngoại của ba. Ngoại của ba. Ngoại của ba, dạ. Cây này cây mận đào nè. Còn là ba hả? Đẹp trai quá trời ta. Nãy hỏi gì? Clip của anh tên gì hả? Lên YouTube gọi chữ Nam Việt, ngược lại chữ Việt Nam á. Ngày mai là có con luôn á. Mày, để đón xem trên kênh Nam Việt chừng nào xuất. Đó mấy bạn vô xem nha, ngày mai có. Tối nay có nè, sáng mai. Sáng mai lên coi nha. Chữ Nam Việt nha, ngược lại chữ Việt Nam là gặp liền. Chắc đưa avatar nó lên làm đại diện luôn cho nó thấy quá. Hả? Đưa thumbnail lên luôn quá. Được không? Cho là mình đại diện luôn ha. Đưa thumbnail đi, chụp với rồi, chụp với anh Bảo nha. Rồi, 1, 2, 3.